À, vâng, shop bonsai gửi lời chào các bác. Thì hôm nay bên shop gửi tới các bác mấy cái mẫu cần thiết nhỏ nhỏ dành cho các bác làm bonsai cây cảnh. Thì đầu tiên là những cái mẫu rầm nhá. Rầm thì bên em có 3 loại. Cái này rất là rẻ, nó mấy chục nghìn thôi, 40 nghìn, cỡ bé. Đây là mẫu rầm. Thì rầm đây là cái này, nó nhỏ nhỏ xinh xinh này, nhưng mà rất là dày dặn nhá. Như các bác nhìn đây, dành để cho các bác rầm mà cây ở những cái bồn bồn đất cỡ nhỏ. Đấy. Còn rầm to thì đây, cái rầm này thì không phải các bác làm bonsai mà kể cả các bác làm nông nghiệp, các bác đi rầm cỏ lạc nhé, em thấy các bác cũng sử dụng rất nhiều. Đây là cái rầm cỡ nhỡ, còn đây là cái rầm cỡ to. Thì tất cả những cái mẫu rầm này, những cái mẫu đồ bonsai này thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Những cái này thì chủ yếu là các bác thường mua thêm, bởi vì các bác mua những cái dụng cụ cần thiết rồi các bác lại mua thêm một cái rầm nữa. Thì đây nhá, các bác có thể qua kênh của em để tham khảo tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm nông nghiệp, bên em đều đầy đủ hết nhé. Rầm 3 kích cỡ này. Và đây là những cái mẫu xẻng, cái mẫu xẻng dành cho các bác làm bonsai, giá rất chi là rẻ, mấy chục nghìn thôi, 30-40 nghìn, 50 nghìn. Ví dụ như cái dày nhất, là đẹp nhất là 50 nghìn nhé. Như các bác nhìn những cái cuốc này. Đấy, cái này thực sự là rất chi là tiện ích nhé, dành cho các bác làm tất cả các công việc này, tiện ích lắm, mối hàn thì chắc chắn nhá. Đấy, thì cuốc này, cái cuốc này thì chỉ cào đất thôi nhá, bởi vì cái này nó lưỡi nó, em thấy nó không sắc, cái này chỉ cào đất thôi, lưỡi không sắc, rẻ lắm. Những cái mẫu này rất chi là rẻ. Xẻng này xúc rất thích nhá, nếu mà làm hoa mà có cái xẻng này thật sự rất chi là tuyệt vời, giá không đáng bao nhiêu tiền cả. Các bác có thể mua thêm cùng với những cái sản phẩm mà các bác đặt cho đỡ mất ship. Còn nếu mà để gửi một cái này thì đây này, cái này thì cỡ to hơn này, cái này nặng và chắc chắn lắm các bác ạ, và được hàn rất chi là chắc nhá. Đấy, các bác có thể làm tất cả mọi việc bằng những cái mẫu xẻng cuốc đa năng này. Và đây cái xẻng cộng sự cỡ lớn rồi nhá. Đấy, cái này thì các bác làm cây bonsai to các bác dùng cái này. Cuốc xẻng nhá, cuốc cào cuốc tây hàng đá nhá. Đây đấy, thì với tất cả những cái mẫu này thì đây là cái sản phẩm phụ nhưng mà rất chi là cần thiết đối với các bác làm bonsai. Các bác mà cần mẫu nào thì liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295, đó là số điện thoại chính em cung cấp tất cả những dụng cụ để gửi tới các bác. Và những cái mặt hàng của bên em thì rất chi là nhiều, đầy đủ dụng cụ về làm nông nghiệp, về làm bonsai. Các bác mà khi xem được cái video này của em mà quan tâm nhiều những cái mặt hàng khác về nông nghiệp, về bonsai, về cây cảnh, các bác đừng quên ấn vào like, chuông và đăng ký kênh để theo dõi những cái video miễn phí về những cái sản phẩm khác nhau của bên em. Và một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau về những cái sản phẩm, nhiều cái sản phẩm khác tiện ích hữu ích gửi tới các bác. Chào các bác ạ.